Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được ở khu phố Hà Đông, phường 8, thành phố Đà Lạt. Ô nhiễm nước thải, ngạt thở vì mùi hôi. Và người chăn nuôi sống cùng với thực trạng này. Mặc dù vậy, theo các hộ chăn nuôi nơi đây thì họ đã xử lý môi trường và không ảnh hưởng gì đến sức khỏe và cuộc sống. Về môi trường thì chúng tôi cũng đều giữ sạch sẽ. Đó, chứ không có cái vấn đề gì ngoài ra cả. Bây giờ thì chuồng heo thì cũng dọn sạch sẽ rồi, đằng sau thì cũng làm hố ga, tất cả mọi cái phân thì cũng hót, còn ngoài ra cái nước thì nó tất nhiên là nó cũng không thể tránh được. Tuy nhiên, theo phản ánh của những hộ dân sống bên cạnh và xung quanh khu chăn nuôi heo của 22 hộ dân ở khu phố Hà Đông và qua xác nhận của hội nông dân phường 8 thành phố Đà Lạt thì thực trạng này gây ô nhiễm môi trường rất lớn. Qua kiểm tra thực tế thì về cái môi trường, cái nước thải thì nói chung là cái mùa nắng này thì nói chung là các bà con xung quanh thì cũng có, nói chung là theo gió hay này nọ cho nó nắng quá thì nó cũng có bốc mùi lên. Ủy ban nhân dân phường 8 thành phố Đà Lạt cho biết các hộ dân ở khu vực này sinh sống từ năm 2000 đến nay và cũng từ đó nghề chăn nuôi heo được hình thành tại đây. Chính quyền địa phương phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng thành phố Đà Lạt đã tiến hành kiểm tra trong năm 2014 và 2015. Tuy chưa xử phạt hành chính, nhưng cơ quan chức năng đã xác định rõ tình trạng gây ô nhiễm, đồng thời yêu cầu các hộ chăn nuôi ký cam kết khắc phục. Nhưng hiện nay, thực trạng này vẫn tái diễn. Các cơ quan chức năng là phối hợp với phường làm như thế nào để xử lý vệ sinh môi trường cũng như là tránh ảnh hưởng với đời sống của nhân dân trong khu vực. Việc chăn nuôi heo của 22 hộ dân ở khu phố Hà Đông, phường 8, thành phố Đà Lạt đang gây ô nhiễm môi trường là một thực tế. Để không ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân trong khu vực, đòi hỏi ngành chức năng sớm có những giải pháp khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp chăn nuôi trong khu dân cư làm ô nhiễm môi trường sống.